Hai đêm ngủ ở đây rồi. Sáng nay Kim Ngân dậy sớm quá trời luôn. Dậy Kim Ngân lên kế hoạch với má đi mua cái này cái kia, thấy cưng dễ sợ luôn á. Làm hai đêm qua má ngủ không nhiều nhưng mà má vẫn bừng tỉnh dậy để má theo Kim Ngân đi mua đồ. Và Kim Ngân nói là Kim Ngân muốn về cái chỗ Kim Ngân lấy đồ để Kim Ngân về để Kim Ngân tắm. Oh man, what the hell. Nên tôi lâu lâu tôi sử dụng tiếng Anh cho mọi người hết hồn. Sáng nay Kim Ngân dậy 6:30. Kim Ngân nói má ơi mình dậy mình đi mua đồ, lau nhà, rồi cái bàn, rồi cái tủ để tivi. Kim Ngân đòi mua nước lau nhà, Kim Ngân đòi mua cái gì cái cây để mà chùi vệ sinh bồn cầu. Trời nghe thấy đã quá, tôi dậy liền luôn. Chứ đi theo Kim Ngân mà đi shopping là tôi khoái lắm. Kim Ngân nè, con nói má dậy sớm quá cái má không kịp vẽ chân mày luôn. Chút xíu con vô con mua cà phê, má ngồi má quạ cặp chân mày cho má nghe con. Kim Ngân, đêm qua Kim Ngân ngủ ngon không? Kim Ngân có dậy lần nào không? Má mệt quá, má ngủ say, má không biết gì luôn. Má chứ má ngủ sau Kim Ngân, nhưng mà má hay có ngủ là má còn thức hơn. Đúng rồi, má thức, má coi Kim Ngân ngủ. Mà phải công nhận Kim Ngân ngủ ngoan lắm nha Kim Ngân. Kim Ngân ngủ không có ngáy một tiếng luôn á. Kim Ngân ngủ không êm lắm nha, không bao giờ thấy Kim Ngân ngáy luôn. Hả? Cái gì? Bữa nay con ngủ giống cỏ. Ừ, con ngủ giống cỏ. Ngủ giống như hoa vàng. À, đêm kia thì ngủ giống hoa vàng, hôm qua thì ngủ giống cỏ. Cưng không? Lâu lâu phải dùng những cái từ không giống ai chứ. Ôi. Lát nữa Kim Ngân mà vô mua cà phê. Hôm nay mà Kim Ngân đừng mua cà phê cho má hai nha. Hôm qua má uống cà phê thử bữa lại cái má thấy cũng không ổn đâu má. Má bắt trước á, má đua đòi với con rồi uống cà phê cho vui mà uống xong má mệt tim quá. Từ ngày em ở bên cạnh chị Kim Ngân đêm nào cũng 12 giờ mấy đêm em mới tắm hết trơn, em lo quá. Nhưng mà sáng nay Kim Ngân á thì má có quen anh Linh không? Anh Linh nào Kim Ngân? Chụp hình đó hả? Kim Ngân muốn chụp hình hay sao Kim Ngân hỏi vậy? Kim Ngân muốn làm hình đẹp không? Là tổng thống luôn. À, trời ơi, tôi tưởng 40-30. À, là 40-30 tổng thống hả? Ừ. Ở xin tử tế lắm. Vậy hả? Anh tử tế lắm hả? Qua thì anh giúp đỡ đó. À. Sáng nay chúng ta dậy hơi bị sớm như Kim Ngân. Nãy Kim Ngân đòi đi một mình về chỗ kia để lấy đồ qua tắm. Tôi hết hồn liền, tôi bật dậy như cái lò xo, tôi đi theo Kim Ngân liền. Để take care cho Kim Ngân chứ. Giờ má lúc nào má phải bên cạnh Kim Ngân vậy đó. Để Kim Ngân không có... Kim Ngân nè, má nói Kim Ngân nghe nè. Giờ mình có phòng rồi đó, mai mốt mình rủi mình có đi chơi á Kim Ngân. Mình mệt quá thì mình chạy về phòng mình ngủ nha. Kim Ngân đừng có buồn buồn, Kim Ngân ngủ trên mấy bãi cỏ đó. Rồi có nhiều người người ta đi ngang đi qua đi lợi, cái người ta thấy cái cảnh Kim Ngân ngủ bãi cỏ, người ta tưởng má bỏ rơi Kim Ngân nữa đó. Kim Ngân phải chạy về chỗ mình ngủ nha. Thành cái từ bonsai mà tới cái phòng của Ngân nó gần xịt à. Thay vì mình ngủ bãi cỏ cái mình đem mình chui vô phòng mình ngủ như Kim Ngân. Đó là má hai dự tính thì thôi, nhưng mà má hai bây giờ là sáng trưa chiều tối má hai phải bên cạnh con luôn. Má hai bên cạnh Kim Ngân nha. You okay?
chị Quyền đi cùng Kim Ngân, nhưng mà chị Quyền chưa có biết lái xe Kim Ngân. Kim Ngân thì gần chị Quyền mà chị Quyền thì chưa biết lái xe, thì tình lộ. Chị Quyền đang học bằng viết à. Trời ơi, tôi nghe mà tôi rầu quá. Số tôi cái gì đó cũng vậy vậy á, nó chưa có trọn vẹn. Thôi nè, nay mình thử không make up ngày đi, mình để nguyên cái mặt vậy đi. Bịt khẩu trang đeo mắt kiếm. Bà Ngân ơi, bà Ngân. Hôm nay Kim Ngân biết đây là cái chỗ bình yên của mình, nên Kim Ngân mỗi bữa sáng là Kim Ngân nghĩ ra mua một món đồ để trong phòng. Đó là một cái điều mà má hai rất là vui luôn. Bonsai giờ còn dán que Kim Ngân. Bình thường là đúng giấc Kim Ngân dạy giấc này nè, phải không? Đó. Mấy hai tử tế chút của mấy hai á. Mấy gì ở ở phòng mình á hả? Ở phòng mình ở hả? Dạ dạ. Ừ. Chị Quyền á hả? Trời dạ. Chị Quyền quá tốt bụng luôn. Sao mới tìm được chị Quyền vậy? Đọc ở trên mạng hay sao vậy? Chị Quyền á là theo dõi những cái gì mà má hai làm cho Kim Ngân đó. Ồ, chị Quyền theo dõi. Xem những cái video mà của Kim Ngân. Má nhìn chị Quyền là bánh mì số 1 hả? Cái chị Quyền thấy Kim Ngân, chị Quyền ví dụ chiếc má bên Đảng Nhật nè, chiếc chị Quyền bên này là bưng mình những cái thùng vàng vô quá đó. Cái thùng vàng là má gọi. Cái chị Quyền thấy Kim Ngân, chị Quyền thương Kim Ngân mà chị vậy Quyền. Vậy má nhìn chị Quyền cái hình này giống ba gẹt không? Rồi xong đó, luôn. Chị Quyền ăn tới ba gẹt luôn. Nhìn cho chị Quyền đúng không? Quyền thương Kim Ngân. Là như đừng thấy gì luôn á, thì mua chị Quyền luôn đường này. Chị Quyền muốn giúp Kim Ngân tay với má hai mà. Nên chị Quyền tốt lắm luôn á. Kim Ngân phải là ở bên cạnh chị Quyền nha. Rồi Kim Ngân vô mua cà phê đi. Kim Ngân vô mua cà phê đi. Má hai ngồi đây make up dễ. Yes. Trời dòng này khôn ha. Có tiền mà vẫn xin tiền tôi ha. Nó có để mua thuốc lá. Trời ơi. Giờ này bà biết chuyện với sợ. Ngày xưa thì bà bao đãi tôi nha. Bây giờ là bà xin tiền tôi luôn. Mặc dù tiền tôi mới đưa cho hồi hôm qua. Chiêu hồi mà má. Chiêu hồi là gì? Là nói chuyện giống như là anh Gia vậy đó. M7 vậy hả? Đây này hên quá, có đúng 6 đồng. Kim Ngân đừng mua cà phê cho má hai nha. Mua lon. Mua cho má hai cái gì? Không, má hai không uống cà phê đâu. Má hai uống nước rồi. Con mua hai. Má hai vô với con không? Má hai ngồi vẽ cặp chân mày. Vô mua uống xong rồi vẽ. Vậy hả? Ok rồi. Đi đâu muốn phải tôi phải đi kế bên vậy đó mới chịu mới vui. Vậy thôi Kim Ngân mua cà phê cho má hai luôn đi. Má hai uống chút xíu cũng được. Tập đi cho nó quen đi ha. Dạo này khôn lắm. Có tiền nhưng mà thích là xin tiền má hai à. Còn tiền mình cất nha. Thank you Kim Ngân. Kim Ngân hút thuốc uống cà phê hả? Sáng sớm có con cái nó ép uống cà phê quá à. Chị Kim Ngân ơi, chị ép em uống cà phê quá, em uống theo chị. Mai mốt cái tim em nó đập loạn xạ là thấy bà nội em luôn. Chị Kim Ngân không uống thì chị không vui. Sáng nay chắc tôi không khỏi make up với chị quá à. Nguyên cục mụn chà bá luôn.
ít uống nước, đi nhiều. Hôm nay tôi khỏi make up, Kim Ngân khôn lắm nha mọi người. Nãy nghe hỏi là Kim Ngân đi vô trong mình lấy đồ về tắm trước, xong mình lấy đồ xong mình mua cà phê đi. Kim Ngân nói thôi giấc này người ta ngủ vô lấy đồ phiền lắm, mình mua cà phê uống trước đi rồi tính. Đi Kim Ngân mỗi ngày, cái đầu Kim Ngân thiệt á. Thực ra Kim Ngân rất là trí tuệ, khôn á, khôn mà thông minh mà nói chuyện ứng biến mà nhiều cái mình đáp lại không kịp luôn. Dù nhất là bữa hôm á, má xài tiền ít lại đi chứ rủi má mê trai, má bỏ con má qua tiểu bang á, cười chết với chị luôn. Lâu lâu duyên dùng gì đâu luôn á. Những câu nói bất hủ của Kim Ngân cười chết cho mọi người ha. Giờ uống cà phê đi cho nó tỉnh tỉnh, rồi bắt đầu lấy đồ về tắm. Sáng nay là Kim Ngân đã vô phòng tắm check nước rồi rồi. Kim Ngân với cái phòng tắm này Kim Ngân thích quá. Nó vừa Kim Ngân nói là Kim Ngân tắm xong Kim Ngân dọn dẹp được tiện đó. Nói chung là thấy nghe rất là vui. Mỗi ngày Kim Ngân cứ thay đổi một chút dần lên như vậy á, biết nào đó mà suy tỉnh táo á, thì là Nga sẽ lo cho Kim Ngân coi như là nhiều thứ hơn nữa. Thứ hai, chưa kịp quạ lông mày luôn, má hơi lo coi tin tức khán giả nhắn tin hỏi thăm Kim Ngân. Nói Kim Ngân sao duyên quá. Nói Kim Ngân nói má hai à. Khán giả fan của Kim Ngân á, nói là thích cái câu mà Kim Ngân nói là rủi má hai mê trai bỏ Kim Ngân sao đó. Rồi Kim Ngân nói câu chị đó không có chồng sao có con đó, chị chủ nhà cười chết với bà Ngân. Bà lý ra bà không phải làm thêm nghệ sĩ hài mới đúng. Kim Ngân dễ thương lắm nha, mỗi lần mà mua cho Kim Ngân hay làm cho Kim Ngân gì, Kim Ngân lúc nào cũng nói cảm ơn má hai. Mà má hai không có bật cái nút video để mà quay cái khoảnh khắc đáng yêu của Kim Ngân. Vậy giờ mình qua cái khu nhà mình lấy đồ ha. Giấc này 7:30 rồi đó Kim Ngân, 7:30 là người ta dậy hết trơn rồi. Bây giờ Kim Ngân ngồi uống cà phê với lại chơi cũng nửa tiếng rồi đó. Giờ này thấy Kim Ngân thích cái nhà thì như má hai thích quá. Mỗi ngày cái Kim Ngân cứ nghĩ ra một món đồ để mua là má hai vui trong lòng. Bây giờ Kim Ngân không lấy, nhưng mà giờ mình đi mua đồ người ta chưa có mở cửa. Giờ 7:30 mấy cái shopping đồ mấy chỗ mua đồ nó đâu có mở cửa đâu Kim Ngân. Đi biển chơi. Muốn đi biển phải không? Ừ, ok. Đi biển xong rồi Kim Ngân nhớ hoành về lấy đồ nha. Dạ. Nha. Chừng 2 giờ lấy được. Được. Thì ăn trưa xong má hai đưa Kim Ngân đi biển nè. Xong về đây ăn xong rồi Kim Ngân lấy đồ nè, xong mà mình còn đi mua đồ nữa. Kim Ngân muốn mua đồ nữa mà, đúng không? Ủa trời, bà bắt tôi quẹo, xong rồi giờ bà kêu đi biển, tôi rối não để tôi nhớ coi biển hướng nào ta. Rồi xong biển hướng kia nha chị Ngân. Bây giờ em lộn, em return nữa với chị đó. Em U-turn chứ lộn, em return là em trả tiền, em trả đồ. Ôi, chị xoay em giống như cái bông dụ, giống như cái chôm chống á chị Ngân. Kiếp trước chắc em cũng làm gì chị dữ lắm nè. Kiếp này em vừa gặp chị là chị xoay em mà ha, riết em quay cuồng với chị luôn á chị Ngân ơi. Giờ chị Ngân muốn đi biển em phục vụ liền luôn, tại sáng sớm quá đó chị. Giấc này giờ không có ở đâu mở cửa hàng cho chị làm gì luôn á, chỉ có cà phê thôi à. Đi biển chơi ha. Đúng rồi, giấc này xuống biển là rất là ướt, nó không có nắng nóng nè. Xuống mình đi dạo vòng vòng chơi cho vui. Thật sự nó quá sớm mà, giờ không có làm được việc gì ngoài đi biển hết luôn. Nó mà Kim Ngân xuống, nó mà Kim Ngân chịu tắm biển nó là má hai hả. I like it. Kim Ngân thích tắm biển không?
thích hả? Vì bữa nào má Hai với Kim Ngân nhảy xuống biển tắm nha. Nha. Mình mặc quần thun với lại mình mặc quần sọt với lại áo thun rồi đó. Cái Kim Ngân với má Hai nhảy xuống biển tắm nha. Tắm xả hết những cái xui xẻo của Kim Ngân đi. Mang cái sự lucky lại cho Kim Ngân nha. Nha. Ok. Nay mình không có đồ gì để nhảy xuống tắm hết. Má Hai mà có đồ mang theo má Hai nhảy xuống tắm với Kim Ngân luôn. Chị lát nữa mà mình có đi mua đồ đó, sẵn mình mua áo thun với quần sọt nha Kim Ngân, để mình nhảy xuống biển mình tắm nha Kim Ngân. Kim Ngân dạo này thích đi biển lắm luôn. Hôm mà tôi tìm hôm ra một ngày là ả đi biển chơi mới ghê chứ. Ả đón xe buýt, ả tự đi biển cái kiểu vậy nè. Vậy sớm quá đó, mua cà phê không biết làm gì, cái đón xe bus xuống dưới biển chơi, xong rồi hỏi đi đâu, nó xuống dưới biển đi học, sợ thiệt đó chứ. Ô hỏi ông nội là nếu mà con học cái ngành bác chịu phát á. Ừ. Nguyệt Cát á, bình thường á là 7:30 nó dậy á Kim Ngân. Giờ ở với Kim Ngân được ngày Kim Ngân ngủ hơn 8 giờ. Giờ phát hiện Kim Ngân dậy đó, sớm. Kim Ngân dậy sớm hơn Nguyệt Cát luôn. Đúng rồi. Đúng rồi. Cuối tuần nha. Chở Nguyệt Cát đi chơi biển với Kim Ngân nha. Kim Ngân ngủ hơn dễ thương lắm mọi người. Kim Ngân nó chở giờ mình có phòng này đẹp nè. Mai mốt má Hai đưa Nguyệt Cát về đây ngủ với Kim Ngân với má Hai nha. Bữa đó Kim Ngân nói mà không có ghi được cái khoảnh khắc đáng yêu đó của Kim Ngân. Dễ thương lắm. Kim Ngân thương Nguyệt Cát lắm. Đi đâu cũng nghĩ mua đồ cho Nguyệt Cát này kia. À sáng nay Kim Ngân còn nói cho má Hai con muốn đưa má Hai đi shopping mua đồ cho má Hai nữa. Má Hai muốn mua cái gì? Đang nhiều tiền mà. Đang nhiều tiền nhưng mà sáng vẫn xin 6 đồng mua cà phê cưng về sợ. Biết tôi là ngân hàng hay sao. Cái phòng cái nghe Kim Ngân ngủ á, nó vừa, nó gọn. Mà đêm Kim Ngân ngủ rồi á, Kim Ngân ngủ dễ thương lắm. Mà đi nghe không dám ghi hình hay quay, tại sợ bị động đậy Kim Ngân thức giấc á. Nên là về đây thì không có quay được cái khoảnh khắc mà Kim Ngân ngủ. Kim Ngân ngủ siêu đáng yêu luôn mọi người. Ngủ rất là êm, không ngáy không ngủ gì hết. Bơm ở chùa thì Kim Ngân ngủ trong phòng má Hai, ở ngoài má Hai quậy quậy được một chút. Đây thấy Kim Ngân ngủ êm quá không dám phiền luôn. Thấy không, giấc này đi sớm quá, ngoài biển còn chưa mở cửa luôn nè. Như là như thế nha, đi exercise đi. Ủa Kim Ngân ngắm cái gì vậy? Kim Ngân ơi, Kim Ngân muốn vô quán đó ăn hả? Cái này là quán sushi. À chưa ai mở cửa, đứng hóng gió hả? Ok. Đi ra biển hóng gió đi cho nó đã. Ủa? Không ra biển hả? Có tiền quên. Ủa có tiền mà. Má Hai nhiều tiền, Kim Ngân cũng nhiều tiền mà. Có. Má Hai có nhiều tiền, Kim Ngân đi đi. Mình xuống biển đâu có tốn tiền như Kim Ngân. Xuống mình hít khí trời. Giờ vắng nè, mình xuống dưới đó chơi mát mẻ lắm Kim Ngân. Đi. 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 Năm. Ừ. Tự nhiên ta đứng đây thẫn thờ vậy đó. Ừ.
vô trong này như có restroom á, để má hai đi vô restroom luôn nè. Đẹp dễ sợ chưa? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái trong này là gara đậu xe ở trong này nè. Ừ. Trong này như cái này thang máy. Ủa Kim Ngân, sao hai má con mình không xuống biển đi Kim Ngân? Hả? Ngồi chơi hả? Chị Kim Ngân giờ này chỉ có một cái hiện tượng nha, chỉ đi xuống biển với mọi người. Chị chỉ ngồi xung quanh mấy chỗ này. À, cái nói đi xuống biển đi chứ, nó thôi ngồi đi mình má với con xử nắng xong rồi về đi. Ủa đi hả? Ủa đi biển hay đi đâu? Trời mừng quá ha, nãy giờ tôi ngồi đây cả tiếng với chị rồi đó. Ủa mừng quá mọi người ơi, nãy chị nói chị sửa nắng rồi thì chị về chứ chị không có thích xuống biển nữa. Mừng quá, tôi vừa nói sao cái chị đòi đi là thích cái này. Thích cái gì? Ngân thích cái gì? Tụi em đi biển mà từ cái lúc mà biển không có một bóng người mà bây giờ bắt đầu đông dần. Order hết hay là em thuê mất tiền? Thiệt, Kim Ngân có cái bóng đàn kìa, Kim Ngân muốn cho tiền không? Cái quán mễ của hôm má với Kim Ngân ăn á, đóng cửa chưa mở. Nãy giờ ngồi đây cả tiếng rồi, ngồi ba góc ba nơi. Cái gì chấm dứt cái vấn đề rồi má thấy rồi. Rồi má thấy tè nữa, hiểu không? Rồi má hiểu. Ok má hiểu luôn, hiểu lắm luôn á. Má phải cố gắng má hiểu chuyện Kim Ngân nói, chứ má không hiểu là má đâu được đi chung với Kim Ngân đâu. Kim Ngân nói gì là má hiểu hết luôn á, thề luôn. Má phải căng cái não má ra để má hiểu á. Kim Ngân hiểu không? Hiểu lắm. Nhưng mà thực sự là cũng không hiểu gì lắm đâu. Những chân này là phải kỳ đó là ba dẹp. Ừ. Có gọi là cái gì? Đúng hả? Sáng nay hứa với tôi là về chỗ lấy đồ để tắm đó, xong rồi đòi đi biển. Nói trưa mới lấy đồ về tắm, lo lo nha. Sáng làm cái chuyện. Nó nghe hết rồi. Sáng rồi đòi tắm với tôi nghe tôi háo hức lắm, mà thật sự là cái đòi tắm này nó cũng còn xa lắm nha quý vị. Ta đòi thôi chứ còn chuyện tắm hay không. Còn có chuyện tắm không thì để tính nha. Sugar vậy chẳng gì cái này á, là cái chủ đình con đi đứng nghe xong cái hơi đúng không? Thề bên luôn này, tôi chưa dễ được cặp chân mày nha mọi người. Hồi nay mặt tôi tàn tạo, tôi khỏi make up đi mụn không à. Bắt đầu ta ra ăn sáng. Cái gì? Muốn ăn sáng không? Muốn ăn sáng không? Muốn vô đây ăn sáng không? Ăn không? Ok rồi. Không, chỗ đó hơn mình đâu có chỗ đâu. Mình vô trong này ngồi cũng được rồi nha. Rồi đó. Rồi chỉ đòi ăn sáng thôi nha mọi người. Cuộc đời của em lại không có sắp xếp được với chị Kim Ngân đâu nha. Đôi lúc chị nói tắm nhưng mà chị sẽ đi biển, mà đôi lúc chị nói đi biển thì sẽ là ăn sáng nha mọi người. Nói chung chị xoay như cái bông dụ vậy đó. Nhà dưa liền nè, thấy không? Cái gì dụ gì? Dưa liền nè. À, thấy nhớ dưa liền. Má quay cái trong giờ. À, má quay đây, má quay đây. Má thấy rồi. À, cái nhà dưa liền rừng không hả? Rồi, má thấy rồi. Bên này má nè. Hai con già nè, nhìn con tê bắt nè. Nâng, chắc mình ra ngoài rồi. Vợ cái nè. Dôm rồi, dôm rồi. Quay lại. À, tôi quay lại rồi. Ờ, rồi má thấy rồi. Ok, má thấy rồi. Đâu, để má cận cảnh nè. À, đây là nhà du lì đó phải không? Rồi, nhà đẹp quá ta. Cái này đó là má của má là con rồi, ông nói là chơi cho vui thôi, là chơi để mua hàng đúng không? À. Tình để đó để mua hàng là con ngựa này. Rồi, má thấy rồi. Lớn hơn chút xíu của má. Ok, rồi má thấy rồi. Má hiểu hết rồi Ngân. Câu chuyện của con nó rất là đơn giản.
Là mẹ có sắp kịch không? Giống như cái tấm băng. Bây giờ Kim Ngân muốn ngồi đi ăn sáng không? Hay Kim Ngân muốn xuống biển nè? Ngồi đây. Ngồi đây ha. Nhưng mà theo má nghĩ mình ra ngoài đi Kim Ngân. Thôi má ngồi đi với Kim Ngân chứ. Ok rồi Kim Ngân kêu order đồ ăn đi. Có thầy má con má đó con này đúng không? Giống như cha vậy đúng không? Giống như mấy nhỏ là chưa chưa chắc nghe để... Có nhiều oxy kìa. Má rồi đó. Kìa có người kìa, Kim Ngân order đồ ăn kìa. Đó, tao hỏi Kim Ngân ăn gì kìa. Can I have one English muffin cup with hollandaise sauce? One English muffin? Breakfast potato, yes. English? Mà ăn cái sandwich không? Có, bacon and two eggs. Okay. Yeah, and number 12, style a top of diced tomato. How do you want it? How would you like your sour? Scramble or you want toasted? Ok, má ăn cái đó. Yeah, she like food. Ủa, Kim Ngân order cho Kim Ngân mà. Hả? Là Kim Ngân order một phần thôi đúng không? Không, gì nếu mà gì thì Kim Ngân với má hai chia ra chứ một mình má hai sao ăn hết. Ủa gì chứ Kim Ngân có ăn không? Kim Ngân. Kim Ngân đòi ăn rồi sao Kim Ngân không ăn? À vậy hả? Nãy má mãi lo má lo coi cái này kia. Ok. Nhưng mà tôi ăn món này xong là chắc là tôi cũng phải hơi mệt mỏi với cái kilo của tôi đó nha chị Ngân. Yes, ok má ăn nữa. Trưa má ăn tiếp. Đây là ngày nay tụi em ăn đồ Mỹ nha quý vị. Thôi má đợi Kim Ngân có đồ ăn rồi má ăn chung với Kim Ngân cho nó phải phép. Bây giờ má biết là Kim Ngân order cho má hai à. Dạ. Ok. Thấy không? Thấy má hai nói đúng không? Kim Ngân order có một phần à. Kim Ngân có nói là Kim Ngân order hai phần. Ngồi chờ hoài luôn. Kim Ngân ăn nè Kim Ngân. Trời ngon quá, Kim Ngân order đồ ăn ngon quá vậy. Thôi hai má con ăn nha. Hả? Thôi, cái này ăn được, cái nghe được rồi. Rồi, thank you Kim Ngân. Thank you Kim Ngân. Lâu lâu ăn đồ Tây ha. Lâu lâu ăn đồ Tây ha. Dễ thương. Hay trà nóng. Ủa, Kim Ngân order nước gì vậy? Order nước. Kim Ngân ăn đi Kim Ngân. Là quá đi. Feeling với nhạc kìa. Nhân mỗi lần mà nghe nhạc Kim Ngân thích, Kim Ngân feeling thấy thương lắm luôn. Sao Kim Ngân nói là sao? Kim Ngân quá taxi. Cái nhà nói là cái gì đó? Đó là không có tu go bỏ đi. Kim Ngân nói là để vòng vòng đi shopping sợ đói, không có cái ăn, đi ăn ở ngoài tốn tiền. Trời ơi, bá thương không lấy thì sao lấy mất được trời đất ơi. Đó, Kim Ngân lấy đồ tu vô cho Thúy Nga đó mọi người. Mấy Ngân ăn thì chết rồi. Trời lấy cái dao bụt. Trời ăn có nhiêu tiền đâu Kim Ngân? 35 đô. Kim Ngân tiết kiệm với Kim Ngân cái tu vô. Kim Ngân nói tu vô đi. Khi nào không ăn nữa mới dục. Để dành tiết kiệm. Trời thương bả. Kim Ngân vui không? Dạ, vui. Vui phải không? Lúc nãy Thúy Nga lo điện thoại cho bên tìm phòng cho cô Ngọc Nguyễn á mọi người.
nói chuyện hoài, bận rộn quá, không có ghi lại được những cái khoảnh khắc Kim Ngân ngồi trong quán Ba Mỹ mà Kim Ngân nhảy điên đảo luôn, dễ thương dã man. Nghe người ta gọi là bus. Kim Ngân nhảy dễ thương lắm mọi người. Kim Ngân rất là feeling với là nhạc nha. Khi mà Kim Ngân có nhạc, Kim Ngân khác hẳn. Giờ rảnh rỗi sắp xếp ổn định cho Kim Ngân đi hát karaoke thường xuyên hơn. Kim Ngân là rất là biết tiết kiệm với mọi người. Ăn đồ Mỹ mà Nga biết là ăn lại chiều hôm ăn dở lắm, Nga nói thôi bỏ. Chị nói là sao biết không? Nói mình tiết kiệm tiền đi má, để đi mua ngoài tốn tiền quá. Cả nhà ơi, hôm nay thì má Hai và Kim Ngân là kết thúc cái buổi đi dạo biển ha. Đi từ lúc 7:30 tới giờ là 10:30, gần 11 giờ nè Kim Ngân. Giờ đi shopping. Ủa chứ không phải đi về lấy đồ để tắm hả? À đúng rồi, trời ơi chị Ngân ơi, chị chính xác giờ giấc quá, em ngưỡng mộ chị luôn á chị Ngân. Ôi chị hứa rồi nha, chị hứa lấy đồ về tắm rồi, em vui quá chị Ngân ơi, em mừng quá. Sáng nay em kết luận là em không có quạ mặt nữa nha, em mệt rồi, em để mặt y chang vậy như ninja luôn. Nói chung là chị đi biển, nhưng mà dạo này chị có một cái sở thích là chị tới biển xong chị không ngắm biển nha, chị ngắm mấy cái nhà hàng rồi xong chị ăn sáng xong chị về đó. Chị không thích ngắm biển, làm gì chị đây. Thôi tôi tự quay cho mọi người ngắm biển chung với Thúy Nga, Kim Ngân nha. Đó, người ta không thích ngắm biển nha, làm gì người ta. Người ta chỉ ra tới biển thôi, người ta không chạm tới hụt cát của biển luôn nha mọi người. Giờ mình đi mua mấy cái đồ mùa sáng Kim Ngân nói ha. Cây lau nhà nè, đồ chùa bồn cầu nè. Trời ơi, Kim Ngân liệt kê một sớ luôn, thế nhà hết hồn. Bàn nè, tủ để tivi nè. Kim Ngân xuất sắc lắm mọi người ơi. Kim Ngân trí tuệ lắm luôn. Kim Ngân nói Kim Ngân đi shopping. No, thì Kim Ngân nói là mini Kim Ngân. Mini zip hay sọt? À, mini zip hay sọt hả? Đây nè. Mới nãy á, cả nhà ơi, Kim Ngân á, bây giờ phát hiện thêm điều nữa là mới nãy Nga chở Kim Ngân vô Marshall. Kim Ngân không chịu vô. Kim Ngân nói là Kim Ngân không thích vô. Giờ mới phát hiện thôi. Ờ. Kim Ngân thích cái tiệm nào là vô tiệm đó hoài nha. Vô breakfast nữa hả? Ok. Kim Ngân muốn lấy xà bông đó đi về tắm không? Má Hai mua cho. Nghe được nè. Rồi. Hai má con mình tắm chung. Ờ, hai má con tắm chung nha, hứa nha. Nổi. Con đó, con ngọt đi, má có cái chi khách tặng má xài cho con xài này rồi. Ờ, ok. Lấy cái túi bỏ vô nha. Dạ đây nè. Rồi, Kim Ngân muốn lấy xà bông, má Hai cho lấy xà bông luôn. Lấy là phải tắm nha. Lấy xài này massage buổi tối nha. Ừ. Kim Ngân muốn lấy cái gì massage không? Ờ hả? Làm bộ làm thịt giống má cái 12 làm bộ làm thịt giống má Kim Ngân. Ê Kim Ngân muốn mua cái này để về massage cho Kim Ngân không? Rồi. Thơm đưa đây má Hai, đưa má Hai ngửi má Hai ngửi cái tiếp cho. Thế giống như là candy nốt vậy? Không, cũng được á, mùi này không thơm lắm, không thơm lắm. No good. Mua máng chơi con chăm đánh nha. Rồi không thơm lắm, bà vẫn lấy nha. Bằng gạch chê hay là Hermes chứ. Ủa hôm nay nói đi mua đồ nội thất trong phòng mà sao tự nhiên đổi qua mua này quá trời gì bà Kim Ngân. Nói chung mà bà nói một đường là tôi thấy bà đi một nẻo không nha bà Kim Ngân. Không coi thử nghĩ ra sai to quá nhỉ. Hai má con mình chọc cát
Nó này có mang nhiệt cao hơn chị. Ừ, bàn đó đẹp đó Kim Ngân. Được. Ừ. Kim Ngân lấy bàn đó đi. Bàn đó mình vừa chắc vừa đẹp á. Thì nó nặng thì nó tốt. Nó mắc hơn. Này lên đầu á. Không, nó không lên đầu đâu. Được mà hai nhấp đi cho. Nè, tự nhiên chứ Kim Ngân uống cái này Kim Ngân say xỉn sao? Cái này là sao? Mình uống cái gì? Bỏ xíu ăn ở đi sốt. Khỏi sợ. Ồ, vậy hả? Vậy Kim Ngân muốn lấy này phải không? Chị má hai bưng cái bàn này nha. Má hai muốn mua cái bàn này trong phòng. Cầm thử má hai con thấy sao nó nặng quá vậy. Để má hai xách cho. Để má hai xách. Ok. Tôi chịu cái bàn này để trong phòng mà chị Kim Ngân chứ nó nặng quá. Chị sợ ông nào phan trên đầu chị á, khổ dễ sợ không? Có cái ông nào không có đi theo ông hành chị Kim Ngân của tôi hoài à. Này ghế còn là cái bàn. Cái ghế. Cái đôn để chậu cây không phải cái bàn nha. Nếu muốn cái bàn đi qua Burlington đi, bên đó bàn hôm qua đẹp hết Kim Ngân, mà nhẹ heo hả? Đây. Đi ra đi tính tiền đi. $442 Yes, $42 Thank you. Yeah. Okay, thank you. Đi Kim Ngân. Kim Ngân cầm không? Má hai cầm hả? Rồi. Mình đi qua Burlington á thì mình mới có nhiều đồ. Chứ ở bên này nó không có. Đây, cái bên này Kim Ngân. Giờ mua thứ hôm mai mua thứ nhưng hai giờ mua đồ chùa nhà trước đi, đồ chùa cầu tiên ngày mai mua. Sáng lên kế hoạch với tôi trời ơi, rất là tỉnh táo luôn. Giờ tới trưa mua cây chùa nhà thôi má ơi. Trời muốn xỉu luôn vậy đó. Mày muốn luôn cái bông này nó chắc mẹ rồi. Trời đất ơi. Bún ăn hết luôn con hả? Ừ. Đang chọn gì à? Chai nước lau kính hả? Hả? Nước lau kiến xe à, kiến phải không? Ok. Rồi. Cho đại mẹ nào? Màu xám cho nó sạch. Ok, màu xám đi. Rồi Kim Ngân lấy đi. Kim Ngân lấy đi. Này đâu mỏng hả? Đây nè, nó dùng nè. Rồi, ok. Mình bỏ vô đây nè, để lát nữa người ta thấy cái giá tiền người ta mới tính được, hiểu không? Rồi thảy vô đây, má hai giữ cho. Không có dơ đâu. Nó không làm dơ xe đâu, đưa má hai. Được. Vậy thôi, mai mua đi. Rồi ok, thôi. Này bỏ lại đi mệt quá. Không lấy bỏ hả? Bỏ vô túi khỏi mua mất ấy. Bà này bá cầu toàn lắm nha. Cái này bự. Mày cầm cái này lên. Đó, Kim Ngân lấy cái đó vừa đó Kim Ngân. Cái đó quét sạch đó. Cái cây này to mà nó không có cái đồ hút rác. Ừ. Kim Ngân lấy cái cây đó đi. Cái đó ok đó. Là bỏ nước vô cái đó làm sao? Đúng rồi. Chắc rất lên mất màu đen không? Yêu. Lấy chắc làm cái này. Cái này ok đó Kim Ngân. Má không biết là lau làm sao mà tại sao nó có cái bình này làm sao? Làm sao không biết nè. Bỏ nước cho nó thơm chắc là nó. À, rồi rồi hiểu rồi, đúng rồi. Bỏ nước thơm. Ừ, bà rành đó, tôi không có rành mấy vụ này nha. Được á, cây đó lấy. Mình lấy đi Kim Ngân. Có nó làm sử dụng sơ dễ được đứng chở nữa. Ừ. Chiếc đứa đâu chở ở đây hả? Nó có cái đồ để bóp cái nước ở trên này nè Kim Ngân. Mình vừa lau mình vừa ấy cái nước này nè. Chà, chỉ mà đi shopping chỉ lựa là cũng kỹ lắm nha mọi người. Cái gì thích mới lấy. Cái này giống như nước người ta chở này khá. Trời mừng quá chị lấy rồi.
sau khi suy nghĩ 80 phút thì chị đã lấy rồi. Kim Ngân nay ha, lên kế hoạch mua nhiều, cuối cùng mua có chút xíu rồi Kim Ngân. Không, lấy chứ. Trả nè, bây giờ má đang trả tiền nè. Cho hết 39.80. Nè, cái đồ quét nhà của Kim Ngân nè. Đi tìm mà hai tháng chưa có. Yes, ok. Rồi, ok. Ok Kim Ngân. Đi. Sáng sớm ha, lên kế hoạch với tôi mua quá trời luôn. Còn mua có hai cây cây lông nhà ha. Với mua khăn, với mua đồ để xà bông cho Kim Ngân thôi à. Kim Ngân ơi, sắp 2 giờ là mình chạy về chỗ của mình lấy xà bông với quần áo mới mình về mình tắm đó nha Kim Ngân. Sáng Kim Ngân nhớ nói má hai không? Kim Ngân có nói á, nhớ không? Nhớ nói con đi bộ về đó con lấy không được. Thôi, để má hai chở Kim Ngân vô đó, Kim Ngân tự lấy rồi má hai đứng đợi. Con tắm bằng cái xà bông này cũng được. Thiệt không? Nhưng mà phải lấy quần áo Kim Ngân để bên đó mà. Hay là Kim Ngân muốn mua quần áo mới để má. Này lấy xong rồi tắm bữa xong rồi mai về. Nhưng mà Kim Ngân có cần lấy quần áo không? Mặc lại rồi mới. Ôi đừng có mặc lại, dơ rồi, giặt đi. Hay là Kim Ngân đi vô Walmart mua đồ mới đi. Trời ơi, sáng Kim Ngân á, sáng sớm 6 giờ rưỡi Kim Ngân dậy nói nhiều cái hay ơi hay mà bây giờ Kim Ngân cứ thay đổi hoài à. Nhất là cái vấn đề tắm á, sao tôi thấy nó xa thiệt là. Đây nè, cái ghế nào ngồi được không? Đây nè, Kim Ngân ngồi đây đi. Che nắng nè, đâu có ghế đâu. Được. Đâu đó bỏ xe đó. Anh nè, xe mình đây nè. Kìa xem. Xe mình ngay trước mặt kìa. Mà chơi 2 giờ về nhà. Ừ. Ủa đi chợ đi cho con đâu, khỏi thuê đi xa khỏi gì. Ok. Xe bus cũng gần xuống á. À. Đi lạc chừng 4 tiếng về. Đồ ghê vậy. Thiệt á hả? Nào cũng kẹt cái BMW này nó đắt tiền không thấy đường. Ok, rồi má hai biết rồi. Cả nhà ơi. Mình vừa mới đi từ trong DMV ra, mình đi shopping. Trời ơi, mình vừa mới đi ra cái mình chứng kiến một cái người Mỹ đen, họ đập cái cửa xe của người ta, họ lấy hai cái túi ngay trước mặt mình luôn. Khủng khiếp thiệt luôn á. Bây giờ nước Mỹ nó loạn hết trơn à. Ôi, mình lấy cái máy ra mà để mình quay lại cái số xe của nó mà mình rung luôn, mình quay không được luôn. Mà là không có kịp quay là nó đã phóng xe, nó chạy mất tiêu luôn á. Ghê quá, nên giờ bà con đi xe cẩn thận nha. Này nè, nghe dặn nè, đi xe đừng bao giờ để túi xách, để tiền bạc gì ở trong túi. Là hả, là bây giờ nó cướp bóc kinh khủng lắm, nó không có còn bình thường như ngày xưa nữa. Ôi, khủng khiếp quá cả nhà. Nga vừa chứng kiến xong mà Nga rung hết người luôn, không kịp quay cái thằng Mỹ đen đó luôn. Trời ơi, mà nó đứng nó làm ngay trước mặt mình luôn mà mình không biết chuyện gì. Mình tưởng là nó, cái xe của nó bị vấn đề gì, nó phải đập kính, cuối cùng là nó đập kính của người ta để nó lấy đồ. Khiếp quá. Ở ngay chỗ khu Tarabera nha quý vị. Cướp ngay tại đây luôn. Quá khủng khiếp luôn. Má có sao không? Không sao đâu. Kim Ngân bỏ vô đi. Kim Ngân bỏ luôn cái túi giấy vô luôn kìa Kim Ngân. Đó, bỏ vô. Đây nè. Để đây không? À hả? Đó, để trên này nè Kim Ngân. Đó. It's closed. Gọn gàng. Muốn để cái chỗ nào đẹp thiệt đẹp. Rồi đi lên xe. Rồi, đến giờ chị nhảy rồi. Sáng chị cũng nhảy. Đẹp, tay đẹp như vũ công luôn. Công pháp ạ. Lâu nay thấy Kim Ngân không biên số xe ha. Kim Ngân lâu nay thấy không biên số xe vậy trơn à. Ôi trời trời, đừng nói, vừa nói cái lấy viết ghi nha. Trời trời ơi, chết rồi, tôi bậy quá mà. Tự động tôi nói làm chi rồi, người ta lấy sách vở ra ta ghi số xe, chết tôi rồi. Tôi giỡn chơi thôi mà, tôi hỏi thử thôi chứ tôi đâu có muốn nhắc lại quá khứ của chị đâu. Chị lấy ra chị ghi làm chi gì chị Ngân.
Rồi xong. Em xui quá chị Ngân ơi. Là 4:40. Em lỡ nhắc thôi mà, em đâu có khơi gọi đâu mà chị đây, chị lấy cái tờ giấy chị biên chi dạ, vậy chị Ngân? Mua cái nào má muốn mua, má mua cái này. Má mua nhiều thứ lắm. Cha. Ghi chữ đẹp quá ha. 405 3450. Ờ ghi for rồi nó kìa. Rồi, đi xong chưa? Chết rồi, cái sai trái của tôi là tự nhiên tôi nói cái vụ. Ừ, tôi nói cái chủ biên số xe kia rồi giờ người ta đi biên hết nguyên cái giải bạc kinh này chắc tôi chết luôn. Ôi trời ơi, này là chiếc này má mua chiếc này lúc nào má cũng mua chiếc này á, chiếc này của ổng mua chiếc này. Rồi xong luôn. Chị Ngân ơi, chị Ngân, cái này em sai. Cái này con ghi là con buồn lắm má không hiểu. Cái này á cái này là cái hoàn cảnh là trưa nắng lên đó quý vị. Ví dụ như taxi nè. Thôi Kim Ngân mình lên xe mình đi chơi đi, mình đi chơi vòng vòng đi. Ê, Kim Ngân mình đi về chùa thăm sư cô không? Đi thăm sư cô đi. Không được, chiếc này á là con mất chiếc sách kịch thơ. Thăm sư cô. Bà để bà mặc quần bọc đâu có học thế nè, con mất thầy con mà tiếng Anh đầu tiên á. Kim Ngân về thăm sư cô nè. Sư cô đang đợi. Không về luôn. Hồi sáng con thoát ngoài biển rồi, chiếc UPS ví dụ chiếc phá thai này. Thế giờ con vô con đâu có mua lại mình rô được. Thôi Kim Ngân đi. Nữa hả? Đi chơi nữa hả? Sáng đi biển thấy vui lắm nè, bây giờ tới cái shopping này tôi thấy hơi căng não tôi nha. Cái phần tỉnh với cái phần mê nó cứ ngang nhau 50-50 cái này chắc chết quá à, Kim Ngân. Ok. Kim Ngân là cứ sáng sớm như ban đêm là Kim Ngân rất là tỉnh nha. Rồi cái giấc này nè. Nó bự quá rồi. Con ghi cái thùng này rồi. Thường cái giấc này là phải ngồi trên xe nè. Mình đi mướn nhà. Mình nói okay. 300 bớt 200 đó. Rồi, Kim Ngân ngồi đó phải không? Rồi. Thôi Kim Ngân ngồi đó, cái má ngồi đây nha. Kim Ngân chị enjoy xong bây giờ chị nói má đi bộ đi mua trái cây với con nha. Đó, có nghĩa là vòng vòng cái khu Tarabella này không là tôi tay tới chiều đó nha chị Ngân. Chị không có vô chùa được luôn hả chị Kim Ngân? Này không phải chùa hả? Kim Ngân không muốn tới chùa hả? Này Kim Ngân muốn đi chơi hả? Kim Ngân biết cái chợ trái cây đằng đó luôn phải không? Multipa bên đường đường Baguette đó. Ta thích đi chơi vòng vòng vậy đó mọi người. Nghỉ ngơi xong là tưởng được đi về chùa. Giờ ta đòi đi mua trái cây. Kim Ngân, bữa giờ đó có sữa Ensure của khán giả cho Kim Ngân uống cho mập mà Kim Ngân chưa chịu uống nè. Cái này chưa có. À nè, cái dương miệng giống cái phòng của Kim Ngân treo nè. Cái này nó khác chứ cái bên cái gì nó sâu thành đà. Thì cái xám là cái dương miệng, còn cái con gà này là cái này. Nó nhỏ bé hơn cái kia 13. Không mua thuốc 2 ngày nay là thấy Kim Ngân không uống á nghe. Oh yeah. Tối uống nghe. Oh yeah là nhớ uống nha bà. Bà ngăn. Tối bà nhớ uống thuốc giùm tôi nha bà ngăn. Bà đòi mua thuốc bổ quá trời luôn. Xong cái bà không có chịu uống. Bà chân chơi vậy đó, giống như là đồ hàng vậy đó. Ủa Kim Ngân mua lẹ vậy? Nhiêu đó thôi hả? Ôi mua dâu nè. Mua hàng organic đàng hoàng nha mọi người. Kìa Kim Ngân, sư cô kìa. Sư cô Bích Liên kìa. Trời. Ca sĩ Kim Ngân á hả, nghe nói dạ. Mà đâu gặp đâu. Sư cô. Cổ hát lắm. Kim Ngân á, Kim Ngân mới nói ủa sao mà má thấy sư cô hay vậy? Tại vì thôi. Sao? Còn sư cô hát hay lắm. Dạ. Hát chung với TV vậy phải không? Dạ cô dạ. TV, ca sĩ TV. Dạ dạ dạ. Cái nhà hồi xưa mấy dạ. Cô cùng lứa với cổ đó. Dạ 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 dạ. Cái dạ. Kìa, Kim Ngân kìa. Ok. Dạ dạ. Không, được rồi, để sư cô để đó con trả chứ.
sư cô để con trả cho. Ôi, sư cô để con cúng dường cho sư cô thôi, tự nhiên sư cô trả. Đây là trước đây là hoa hậu Bích Liên đó mọi người. Nay sư cô đi tu rồi, sư cô xuất gia rồi. Sư cô gặp ngoài đường sư cô nhấn còi lên nổi luôn. Đi vô đây, thường đi vô chợ này nè, với lại đi xếp lời. Nè, cái này là hàng organic mà. Ngân hay lắm chứ bộ. Ủa sư cô là bây giờ là ở cái chùa chỗ nào sư cô? Ở đường Westminster đó, thank you. Ồ, oh, vậy hả? Westminster với lại gần chỗ... Dạ. Cái gì đó, gần đây Mỹ Thuận á. Westminster, dạ. Magnolia đó. Đó, sư cô hoa hậu Bích Liên đó, nghe hay kêu hoa hậu Bích Liên. Kìa, Kim Ngân mua thêm gì vậy? Chai gì vậy? Chocolate hả? Ok, I think she need a... Khỏi dễ chảy. Hả? Khỏi dễ chảy. Khỏi dễ chảy. Kim Ngân, sư cô mua tặng cho Kim Ngân á. Thúy Nga đang tính trả tiền sư cô, sư cô tặng cho Kim Ngân đó. Ai nhét gì con lấy kìa, nghe chưa kìa. Mà không khó lắm, sao giờ này thoáng quá vậy? Cô ở phòng mới rồi. Dạ cô ở. Đó. $6.32. Chợ này hàng organic nên ăn ngon ghê nghe. Sư cô sáng giờ là đi lang thang đây 3-4 nơi chưa chịu về luôn á. Mời sư cô. Sáng giờ vô mấy nơi đây luôn. Đòi mùm lum la hết. Dạ. Ôi, Kim Ngân sáng nay sướng nha. Nha. Là được sư cô Bích Liên Kim Ngân. Kim Ngân ơi. Sư cô trước kia là hoa hậu luôn á Kim Ngân. Kim Ngân. Dạ 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 đúng rồi. Bây giờ chị hát vẫn còn hay á. Sáng đưa đi biển á, ngồi trong cái ba Mỹ á, ngồi nhảy tưng bừng luôn. Thì giờ đang giúp cho chị ở cái chỗ ổn định á, mai mốt chị quen rồi thì mình không còn bên cạnh nữa. Mà không biết có chịu quen không nữa. Dạ thì con mướn cái chỗ đó cho cổ mỗi tháng vậy đó. Mà được cái chủ nhà họ dễ thương là họ cho. Ô chứ sư cô đừng đưa. Kim Ngân. Sư cô cho Kim Ngân $200 nè. Trời ơi, Kim Ngân cất luôn nha. Kim Ngân cất luôn. Cô cho tiền tích cây. Những sức khỏe nha. Sức khỏe nha. Kim Ngân, sư cô muốn mua thêm cục hột xoàn đeo cổ sát á hả má này. À, Kim Ngân bây giờ Kim Ngân nhiều tiền rồi, có phòng rồi. Kim Ngân nhớ mua đi mua trang sức nha. Trời bây giờ trong túi nhiều tiền lắm cô. Giờ má hai cái gì đó. Túi là con có lát đi ra phước thọ mua cục đeo cổ. Rồi, ok, mua cục đeo cổ nữa rồi đó, đòi cục đeo cổ nữa rồi kìa. Sư cô dặn lần để kỷ niệm. Cảm ơn sư cô nha. Kim Ngân, về chút nữa lại đi phước thọ mua vàng tiếp không? Mê trang sức. Đó đúng rồi ok lắm nguồn cục nữa. Kim Ngân bây giờ có tiền nhiều, mai mốt Thúy Nga đưa cho Kim Ngân á, mua vàng á, vàng ròng cất đi mai mốt. Cái này đó hạt cá tôm á, cái này mới đang bỏ quần áo nè, cái chơi của người lớn nè. Chân ca sĩ nè, trên Hollywood Jackson sinh 1, 2, 3, 4, 5 lần chị cũng có cái quỹ của khán giả, nói chung họ từ họ gửi á. Mai mốt mà chị tỉnh đâu con trả lại chị, cho chị mở cái nhà băng chị cất vô. Dạ. Hồi lâu ngày không gặp sư cô. Sư cô đi tu nhưng vẫn đẹp như ngày nào. Đó con vừa nháy máy sư cô đó. Ok. Giờ này Thúy Nga làm công việc ok hả? Dạ thì Covid thì bên này con đang mắc kẹt, bên này thì con đi giúp những người như vậy thôi nè. Rồi chờ ổn định rồi chạy về Việt Nam. Dạ. Để con lưu. Dạ. Rồi, con lưu số sư cô rồi. Dạ, A Di Đà Phật sư cô.
Dạ dạ dạ, cảm ơn sư cô nhiều nghe. Kim Ngân ơi, từ trưa giờ là Kim Ngân ở trong khu vực này chưa chịu về luôn á. Dạ, bắt con đi vòng vòng vậy đó. Giờ con không đi thì Kim Ngân đi mình thì con cũng sợ. Tại vì Kim Ngân đi mình, Kim Ngân hay ngồi lung tung với ngủ ngủ bên bãi cỏ rồi. Đang tập cho ở trong cái phòng nên giờ là phải đi theo. Không, bình thường thì tỉnh lắm. Chỉ có trưa trưa nắng này nè, thì hơi hơi lang mang chút thôi nè. Nhưng mà cũng ok. Dạo này đỡ lắm à. Ô, có sư cô, tại sư cô chân diện lên nó dày, thành ra mất chiếc này của sư cô. À, đúng rồi. Tay bằng giá. Cái đó đẹp quá ha. Cái đó là chóp đi trên đó luôn á chị thơ. Ồ, nha, nha, nha. Nè, con không qua đi mua đồ mất rồi. Nó có phim tiếng hả chị? Dạ. That's so cute. Bạn sư ở đâu? Dạ. Con đậu tích ở đằng chỗ Bed Bath Beyond luôn á. Đi bộ lên tới đây luôn. Ok, không đi về nữa nha. Dạ. Ủa bây giờ sư cô đi mua cái gì? Đi qua step rồi nè. Qua dạ. Đi mua mấy cái đồ xong rồi đi qua dạ. Step lên. Dạ dạ. Thôi A Di Đà Phật sư cô nghe. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Rồi. Chúc thâm tâm an lạc. Dạ. Ok, cố gắng dạ. Nha. Sư cô hay quá ha. Từ một bước địa vị sang trọng xuất gia, ngưỡng mộ thiệt đó chứ. Hồi đó gặp Thúy Nga lần lâu lắm rồi ở chỗ mà Lost mà đi mua đồ Phật trụ đó nhớ không? Dạ dạ dạ. Dạ. Mấy năm hả? Mới đây mấy năm rồi. À, sư cô hoa hậu, sư cô mê cái gì? À, sư cô mê mấy cái túi đó hả? À, không, giờ ngày xưa à, giờ sư cô hết mê rồi. Ví dụ như cái túi này nó giống như cái đèn á, sư cô mê cái đèn mà cái túi nhìn không ra, có không biết nói gì sao. Ngày xưa sư cô cũng xài đồ hiệu, giờ sư cô xài túi vải không nè, Kim Ngân thấy không? Nè, Kim Ngân nè, coi nè. Nè, coi nè, Kim Ngân. Nè, bây giờ sư cô xài túi vải không à? Sư cô hết chơi đồ hiệu rồi. Thôi, đi Kim Ngân. Lớp cái gen vậy. Đi nha Kim Ngân, đi.